từng cuộc vui tôi thường xem lại mình. Mẹ cha ở nhà không có ăn, làm sao tôi có thể dùng tất cả số tiền tôi kiếm được cho cuộc vui bằng bạn. Vì đời tôi không được như mọi người, mẹ tôi cả đời ôm đắng cay để nuôi tôi khôn lớn, và nếu như có tiền tôi sẽ dành cho mẹ và người cha. Giấc mơ xin ngày ngày
ta thôi. Lời nói trên môi người sống trở thành trò cười, tiếng hạ vào sân soi. Con hẹn xuân sang
thành kính mong cho cha mẹ mình sẽ được mãi vui sức khỏe dạt dào. Chỉ cần bấy nhiêu thôi phần lại để con lo, công ơn sinh dưỡng để con được đền. Mình xứ xa, xa cha mẹ xa, lòng đầy nhớ thương, đêm đêm nghẹn ngào. Ở nhà khỏe không cha, mẹ à nhớ con không? Con mong sao có thể được gặp gỡ. Nhà mình Tết nay anh em rộn ràng, chỉ còn mỗi con bốn ba một mình. Con thèm bữa cơm ngon, thèm được nấu bánh chưng. Ai xa mới thấu nỗi đau dày vò. Chẳng thể về bởi ở đây lắm bồn bề, để mẹ nơi nhà ngóng trông buồn in lên mi mắt của cha. Con hẹn xuân sao, lòng thành kính mong cho cha mẹ mình sẽ được mãi vui sức khỏe dạt dào. Chỉ cần bấy nhiêu thôi phần lại để con lo, công ơn sinh dưỡng để con được đền. Chỉ cần bấy nhiêu thôi phần lại để con lo, công ơn sinh dưỡng để con được đền. Xin đừng nhớ nữa những khó khăn
sẽ làm nó nguôi ngoai. Buông bỏ những ưu hoài, buông xa để đi tìm con đường đầy trong gai. Xin đừng cho con gục ngã. Bao nhiêu thứ hàng ngày phải lo, bao nhiêu khổ đau xin nhận hết. Chỉ mong những người thân bình an mãi vui cười. Trên vai thì nước mắt rơi hoài. Buông, buông đi, thôi xin đừng nhớ nữa. Những khó khăn để thời gian sẽ làm nó nguôi ngoai. Buông bỏ những ưu hoài, buông xa để đi tìm con đường đầy trong gai. Xin đừng cho con gục ngã. Bao nhiêu thứ hàng ngày phải lo, bao nhiêu khổ đau xin nhận hết. Chỉ mong những người thân bình an mãi vui cười. Bao nhiêu khổ đau xin nhận hết. Chỉ mong những người thân bình an mãi vui cười. Người ta đã
tâm xem như trò đùa. Lương tâm đâu còn, tù kia không xa con à. Ngày sau lãnh án mang thuốc tiên vào tù được không? Nhà tôi lâu nay thầy chưa cho bao nhiêu người hết, những cơn bền đau luôn hết mau cam đoan tận tình. Tôi đây xin thề hàng tôi sau khi mua về dùng xong tiêu hết bao chứng bệnh dù là ung thư. Người dân nghe như dùng thơ, nếu như mà hên tan hết trơn bao nhiêu bệnh tình. Ung thư ta tràn còn thêm sơ gan tiêu đường, một phương thuốc xe tan hết bệnh buồn phiền khổ đau. Thế mà sao dùng xong chẳng si nhẹ gì hết, thầm than cha tôi luôn rồi. Người ta nói đúng, mua thuốc này dùng thì hơi ngu. Người ta đang đau, đang rất mong sao cho mình hết, thế nhưng lừa nhau sao nhẫn tâm xem như trò đùa. Lương tâm đâu còn, tù kia không xa con à. Ngày sau lãnh án mang thuốc tiên vào tù được không? Lương tâm đâu còn, tù kia không xa con à. Ngày sau lãnh án mang thuốc tiên vào tù được không? Thank you.
Em ơi, anh hai anh cứ rủ nhậu hoài, anh cứ rủ nhậu hoài. Thế cho nên anh không từ chối được, chứ nào có muốn đâu là anh hai chứ phải nào do anh. Hôm nay anh hai anh nói có chuyện buồn, anh nói có chuyện buồn. Thấy anh em mang trong mình tâm sự, bỏ về biết nói sao. Vợ anh ơi có hiểu lòng anh không? Ở miền Tây là như thế đó, những lúc buồn là có anh em. Nhớ nhậu say đừng nên hó he, sao được may mắn ấm no đẹp giàu. Dù đi đâu nhớ rằng quê hương vẫn nhớ thương về ta. Xuân sum vầy bỏ đi hết mọi sầu lo.
rồi mà ngồi coi trên sóng tivi, giờ dài anh em nhau cho đỡ thèm, chờ nào có đầu đông người. Mấy chú lời chắc Tết này vui, không lo gì cay cánh rượu bia. Còn riêng tôi Tết này sẽ thiếu niềm vui, nếu anh em của tôi chẳng về kề vai nhau nhậu cùng như xưa. Đi lung tung sẽ chỉ thêm hiểm nguy, tuy bao phen đất nước ta dập dịch thì tôi xin cô chú thêm anh bác gì mở chào, dù sung cỡ nào cũng đừng có đi du lịch. Tôi xin cô chú thêm anh bác gì mở chào, dù sung cỡ nào cũng đừng có đi du lịch. Thank you.
sống đời tha hương nên thiếu lắm tình thương. Từng đồng lương bao năm con chất chiêu, mấy tháng không đi làm nên chẳng còn được nhiều. Đêm trong khu cách ly hàng mì con lao, giờ trong tâm con luôn mong ước sao con chỉ xin ông trời cho cả nhà bình an. Thấy đồn như lời gia đình sao cứ không lo đi lo chuyện thiên hạ, nhiều người tự tư chết đi cũng vì miệng đời nhân tâm nối một thành mười để người ta mang tiếng xấu. Có những người lạ lùng ăn rồi đi tới đi lui phanh phui chuyện trên đời, nhà mình có chắc sống không, trái đạo làm người trở nên đứng nhìn rồi cười. Có ngày sẽ tới phiên mình ăn cơm no lo chuyện người ta, bước ra khỏi nhà sang đi la cà, hết người này theo trai người kia mê gái, phanh phui chi chuyện nhà người ta cũng chưa chắc gì. Đó là sự thật tai thì chỉ nghe thôi, còn đôi mắt đó cứ xem như mù. Thôi cứ mặc kệ đời ai làm, dù đúng hay sai tương lai trời quyết định. Tùm ba tùm bay để môi mong chuyện nhà người, thế nên nói đồn là lời. Cuộc đời như cái lời đồn, lo chuyện người ta, bước ra khỏi nhà sang đi la cà, hết người này theo trai người kia mê gái, phanh phui chi chuyện nhà người ta cũng chưa chắc gì. Đó là sự thật tai thì chỉ nghe thôi, còn đôi mắt đó cứ xem như mù.
thôi cứ mặc kệ đời ai làm, dù đúng hay sai tương lai trời quyết định. Tùm ba tùm bay để môi mong chuyện nhà người, thế nên nói đồn là lời. Cuộc đời như cái lời đồn, tùm ba tùm bay để môi mong chuyện nhà người, thế nên nói đồn là lời. Cuộc đời như cái lời đồn. Tình chỉ kỹ bàn
nếu như sống chỉ